Rồi, OC đây. À, dạ thưa quý vị, à, thưa cô, thì con cũng có đem lại hai thùng sữa Milo, được hai thùng với mấy bịch bánh đây nha. Ôi, Bo có bánh rồi vui không? Vui không? Vui hả? Okay, quý đang đang ấy không dám quay, không dám quay quý nha. Quý xong đi rồi tắm rửa bận đồ đi nha. À, dạ thì kính thưa quý vị, hôm nay con Dương Cầm đã trở lại với em Quý và mang sữa với bánh cho em Quý này nghe quý vị. À, đây là hai thùng sữa với oxy. Hai thùng sữa màu xanh nè. À, đố quý biết sữa đó là sữa gì? Nhìn là biết ngay. Sữa gì em? Mình sẽ nói là sữa Milo. Ồ, phải không? Vui không? Vui. Ừ, vui nhiều không? Nhiều. Vui nhiều lắm hả? Thùng chai thùng giấu. Ừ. Rồi được rồi. Rồi bé được rồi. Ừ. Vui không? Rồi vui sao? Vui rồi có cảm ơn quý vị không? Cảm ơn quý vị đi cưng. Nè có bà cô, bà rất là thương em đó. Bây giờ cảm ơn bà cô đi. Cô... Ờ, cảm ơn bà cô đi. Nói đi cảm ơn bà cô nhiều. Em đang nghĩ sĩ khen. Nghĩ sao? Nghĩ sao? Nghĩ trong lòng nói cho anh Dương nghe coi. Em đang nghĩ là nghĩ gì? Nghĩ vậy đi. Anh đã nói với em. Nói gì? Anh nói là cảm ơn. Em đang nghĩ. Nghĩ cảm ơn không hả? Không biết nên cảm ơn thế nào. Không biết nên cảm ơn thế nào hả? Thôi bây giờ không biết nên cảm ơn thế nào thì đọc giảng hay hay cho bà cô nghe ha, ok không? Dạ được. Rồi ok, mình ra giọng đọc thôi. Không để trừ lâu vì mình thì đang ngồi trên giọng. Xong rồi bây giờ không còn tiếng ồn ào nữa. Rồi. Mình phải đợi ở đây. Rồi im ha. Mình rất là có sự im lặng chẳng. Sự im lặng nha. Tiền mình đưa cho em thì hổm em quên đưa cho ngoại luôn á. Gì hả? Tiền ơi. Với dù cô anh móc móc trong áo ra thấy tiền. Gì hả? Thấy tiền nên dạ. Em đưa cho. Rồi để anh ha. Dạ thì kính thưa quý ông bà cô chú anh chị các bạn, hôm nay con lại trở lại với em Quý. Thì nhà em Quý đọc giảng cho bà con mình cùng nghe. Dạ thì có cô Khu Thị Minh Nguyệt ở thành phố Tây Ninh gửi là 3 triệu cho em Quý. Trong đó thì cô đã đi gom góp lại là của các mạnh thương thường quân dòm. Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng 100, chú Chính Bay 200, chị Lớn 100, chị Bình 100, chị Tùng 100, hai em nhỏ có lòng là hai em nhỏ là 50.000, còn cô Tuyển là 200.000, chị Loan là 50.000, chị Quanh là 40, chị Giàu là 50, chị Tâm là 100, chú Sáu Mảnh 100, dì bán vé số 50, chị Phượng 50, và chị Hoa 100, chị gái 100, chị Thấm 30, chị nữ 100, thì tổng cộng là 3 triệu. Thì cô nhờ con là con có mua 2 thùng sữa với bánh cho em là 2 triệu 500, còn 2 triệu rưỡi dạ con xin trao cho em Quý ha, và dạ, mô Phật. Rồi. Vui không? Em rất là vui. Rất là vui ha.
À, dạ thì kính thưa quý ông bà cô chú anh chị các bạn và các mạnh thường quân vừa trên, thì con Dương Cầm cảm ơn tấm lòng của quý vị rất là nhiều. Dạ thì hôm nay để đền đáp lại công ơn đó thì con xin mời em quý đọc giảng cho bà con mình cùng nghe. Dạ mô Phật. Rồi bỏ túi đi ha, bỏ túi rồi đọc giảng, nhớ đọc cho người ta hay hay lên nha, đừng phụ lòng khán giả nha, biết không? Tất nhiên em biết rồi, tất nhiên, quá vui bữa nay, quá vui. Rồi đúng rồi, áo mình rồi ôm thuốc. Mình bắt đầu thôi, người ta không ai. Mình phải ngần ngại những đứa trẻ khác. Niệm Phật thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Lành Phật
đường đi xuống vàng dần, thấy trong mười ba tấm phàm trần kẻ khinh người nhau, ô thần tiên quỷ tà mặt ai bàn tán gần xa, quỷ của Phật bà phải xuống ở cứu dân, kẻ ở xa thì mến đức ân nghi làm cho người gần gánh ghét khinh khi. Nam mô Phật nghe từ bi miễn nghe thì niệm Phật lòng thì tà giang khóc trong ba tấm trần hoàng cùng hết sớm làng đều bị người điên, điên này thì sao cũng nhớ ai vào các ra đài tột bực vào nghĩ suy danh lời chẳng mang, bèn lắm ẩn vật lắm sang tu trì nhờ trời may mắn một khi thần thôi là hay gặp nghi đức nghi thầy Bửu Sơn cúi đầu điên to nguồn cân nghi đầu mê lòng bác ấy ra dài truyền thấy nói trong sao khác nghe biết liền thiền cơ chuyện này thì thôi nói sơ sơ để đọc thì giờ nói truyền trơn tu dương trần kẻ chi người ngu ham vọng ham dù danh lời thì sẽ sang cờ đà đến nước bất an chẳng lo tu liền tham gia làm gì Phật trời thương kẻ nhu mì chồng yêu Chúa kính gì tổ tông ngồi thì buồn nói chuyện bông lông khắp trong trần ha máu hồng nhuộm rơi chừng nào mới đặng thành thôi dầu Phật ra đời thế giới bình yên đi này thì điên của thần tiên.
Đời con chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đắng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền nhiều, người tàn bạo làm phiền quá công. Thế gian chuyện có nói không, đến hồi mấy rồng thân chẳng toàn thấy. Chuyện đời đến lúc cấn gai mà cũng tối ngày nói xéo nói xiên. Dương trần tội ác liên miên, sao hôn xuống quỳnh tuyền địa ngục khói ra. Điên này thì nói việc gần xa, đằng cho lê thứ biết mà lo tu. Đường đời chẳng nghi có bao. Nam mô A Di Đà Phật.